Vân Anh và anh Châu Long xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào anh Châu. Thân chào cô Vân Anh và thân chào khán giả. Anh Châu ơi, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ giã từ năm 2013 và bắt đầu bước sang năm 2014. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ cùng ôn lại những cái bản tin nào mà đáng chú ý nhất trong năm 2013 vừa qua. Vâng. Mà có rất là nhiều những cái bản tin đáng chú ý, nhưng mà chúng tôi tóm lược một vài bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên review lại trước khi chúng ta bước qua năm 2014, anh Châu Ham. Dạ vâng, dạ, trước hết thì tôi cũng xin chúc cô Vân Anh năm 2014 sẽ là làm ăn phát tài ha, phát vui tài. Vẻ và hạnh phúc ha. Câu này là câu mà ai cũng muốn, anh Châu Ham. Dạ, dạ vâng. Muốn hết trơn. Anh Châu, khi mà nói về thiên tai á, dạ, thì năm nào cũng có thiên tai, đặc biệt là trong cái năm vừa qua đó thì Việt Nam của chúng ta cũng có một cái cơn bão rất là lớn tại miền Trung. Tuy nhiên, trong năm 2013 vừa qua, thưa quý vị, một cái cơn phải nói là mưa bão cuồng phong mà lớn nhất trong lịch sử thế giới đã vừa xảy ra trong tháng 11 vừa qua tại nước Philippines, phải không anh? Có tên là Typhoon Haiyan và đã đưa đến một cái số thiệt hại rất là khủng khiếp, thưa quý vị. Thiệt hại đã có 22.000 người missing, tức là mất tích. Là mất tích. Và 6.069 người là thật sự là tử nạn. Dạ. Bên cạnh đó còn có những cái thiệt hại rất là lớn nữa, phải không? Dạ. Anh Châu, cái con số mà thiệt hại đó, cái con số mà tử nạn đó thiệt ra nó không có chính xác đâu, là bởi đúng vì rồi, cái vùng này là cái vùng nhà quê. Dạ. Chính phủ không cách nào biết là ai sống ai chết hết đó. Đúng. Ngay cả cái con số mà 22.000 mất tích đó, cũng không chính xác luôn. Đúng rồi. Cả cái thành phố mà Tacloban là cái thành phố mà bị ảnh hưởng lớn nhất hết đó. Dạ. Là nó hoàn toàn nó bị tiêu hủy hết đó. Dạ. Bên cạnh nó đó là cái phi trường này không xài được nữa. Đúng. Đôi khi những cái tổ chức quốc tế chở viện trợ tới để mà cứu đó tới không được, chỉ có con đường vô, mà con đường nó cũng bị hoàn toàn bị phá hủy hết đó. Cái convention center đó, người ta dùng cái thành phố này, họ dùng cái convention center để mà trở thành một cái evacuation center. Ngay cả cái building đó, ngay cả cái convention center cũng bị lụt luôn. Dạ rồi vâng. Những người vô trong đó mình tưởng là mình thoát cái gì cũng chết hết luôn. Những cái người mà ở cái lầu dưới đó chết rất rất là nhiều. Vâng. Bởi vậy người ta mới nói đây là một cái thiệt hại về thiên tai lớn nhất trong lịch sử. Dạ. Đó, cái đó là khi 1953. Mà mình ngó vâng. trên cái satellite cái hình đó thì mình trông vô nó rất là vĩ đại. Cái dạ. cuồng mây nó bay dê lắm, được cuồng bão. Dạ và vâng. Và trong những cái ngày đầu tiên là coi như là không có đồ ăn, không có đủ, những người mà họ cứ đi lang thang dọc đường vậy. Dạ vâng. Không, chính phủ không tới kịp. Rồi sau, nhưng mà cái hay là sau đó đó thì toàn thế giới đều giúp đỡ, và nhất là cộng đồng Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta cũng đã dạ. tổ chức những cái buổi cứu trợ rất là nhiệt tình. Dạ. Vì thưa quý vị, người Philippines đã là người mà giúp đỡ cho chúng ta trên bước đường tị nạn rất là nhiều, cho nên người Việt Nam của chúng ta cũng tỏ cái tấm lòng mà biết ơn, thưa dạ. anh. Dạ, thì vâng. Hôm nay tôi cũng xin nói với cô Vân Anh là trong cái khi mà tôi qua Mỹ đó, khi mà tôi đi qua Mỹ đó, vượt biển đó, thì cái trạm đầu tiên mà tôi ghé qua đó là cái Subic Bay là ở phía lục thân, cho nên lúc nào mình cũng nhớ. Và cái trại tị nạn lớn ở bên đó là cái Parawan, là cái trại tị nạn rất là lớn ở bên phía lục thân. Theo những người mà ở Parawan họ nói với tôi đó, thì ở Parawan đó, tương đối đó, là cái người Phi họ đối đãi nhân đạo hơn những cái trại refugee camp ở nơi khác, ở nước khác. Thì vâng. cái đó là, và mình ở San Diego là cộng đồng Phi ở đây nó lớn, nó còn lớn hơn cộng đồng Việt Nam nữa, cô Vân Anh. Dạ, dạ lớn vâng. hơn cộng đồng Việt Nam. Dạ vâng. À, thì cái đó là một cái cũng may là mình ở đây, và mình tôi cũng biết nhiều người bạn bè người Phi, cho nên mình cũng giúp đỡ rất là nhiều những cái hội địa ốc, đồ hội chính phủ đồ ở đây đều làm như vậy hết rồi trơn. Dạ. Một cái mà đặc biệt cho cái mùa Christmas năm nay là dĩ nhiên là sau cái Black Friday thì đùng một cái mình có cái tin rất là hấp dẫn là cái tiệm Target là một cái tiệm rất là quen thuộc rất là quen thuộc. Yeah. Bị security breach là 40 triệu người. 40 oh. triệu người, con số rất là lớn nha, là cái số credit card của họ khi mà họ đi tới Target họ mua đồ đó bị ăn cắp là 40 triệu người. Nếu mà ai mà có mua sắm ở Target trong khoảng thời gian từ Black Friday cho đến khoảng ngày 15 tháng 12 đó, thì tất cả những cái credit card, những cái debit card đều bị compromise, có nghĩa là đều bị ăn cắp hết rồi trơn rồi. Dạ. Và hiện giờ những cái con số đó là đã những cái tổ chức gian lận đó họ đang bán ở trên internet đó,
Thì nếu mà quý vị nào mà lỡ đi hay, thì nên cái mà lời khuyên mà chắc chắn nhất á, là nên đổi cái số đi, mình nên gọi đến ngân hàng Chase hay là Citibank hay là Mastercard rồi vậy. Cancel cái thẻ đó ngay. Dạ vâng. Dạ. Và phải theo dõi cái balance của mình, mình theo dõi thường ngày. Mình có thể mình log on cái internet á, là mình có thể mình thấy được những cái chi phí. Những cái criminal, những cái người mà gian lận, họ có những cái lối mà họ tránh được, họ né được cái chú ý của mình, là nếu mà họ biết mình, ví dụ mình đi thường đi Macy thì họ cũng sẽ tới cái tiệm Macy, họ thấy rằng ở trên cái card của mình á, mình thường chi là khoảng chừng 50 đồng thôi, thì họ cũng chi trong cái khoản đó thôi, cho nên mình quên là mình không có đi hay không, cho nên mình phải chú ý từng cái item một ha, thì cái dạ đó vâng. Là một cái chúng ta phải chú ý. Vâng, thưa quý vị, trong năm 2013 vừa qua thì tại tiểu bang California của chúng ta đã có một cái đạo luật đã được thông qua, tức là các trường high school, middle school cũng như là trường tiểu học sẽ xây lên những cái nhà vệ sinh trong đó là cả nam nữ đều được xài chung với nhau, với cái mục đích là để cho những cái em học sinh mà gọi là transgender, tức là đổi cái phái của mình, cũng như là những cái em mà đồng tính luyến ái, khi mà các em dùng những cái restroom đó thì các em cảm thấy thoải mái, không có thấy feel là khác thường. Tuy nhiên cái dự luật này tuy đã được thông qua nhưng mà đã có một cái sự tranh cãi rất là phải nói là căng thẳng giữa các bậc phụ huynh. Thì không biết rằng trong những ngày tháng tới thì cái dự luật này có được thông qua hay không. Tuy nhiên chúng tôi được biết rằng có hai cái school district, tức là cái quận hạt là San Francisco và LA, họ đã thử nghiệm, họ đã thực hiện những cái nhà vệ sinh mà cho cả nam lẫn nữ xài chung rồi, và họ cho biết là cũng không có gì đáng tiếc xảy ra cả. Dạ, cái này nó có là một cái vấn đề mà hơi tế nhị. Dạ vâng. Và những cái người quan tâm đa số là phụ huynh học sinh, là vì cái restroom là một cái chỗ là cá nhân. Đúng rồi. Private. Đôi khi mình vô cái một cái restroom á, nhất là khi mà sau khi mà mấy em mà tập thể thao đồ vô đó, đôi khi các em rất là thoải mái tự do. Yeah. Thì nếu mà có một cái phái khác vô, cái phái khác này, mình nếu mà mình định nghĩa là biology, yeah, hay là psychology, cái đó là cái vấn đề rất là khó đúng nói. Đúng rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề này cũng phải còn cái sự mà đàm thoại giữa đôi bên cho thiệt kỹ lưỡng, và nếu mà thi hành cũng phải thiệt là cẩn thận. Trong quá khứ chưa có gì xảy ra, nó không có nghĩa rằng là trong tương lai nó sẽ không có gì xảy ra. Nhưng mà cái đó là một cái bước đầu có khả quan, ít ra mình có một cái khởi đầu mà tốt đẹp. Thì theo tôi suy nghĩ thì mình cũng phải tiếp tục và cẩn thận, là vì nó cũng có những cái vấn đề rất là tế nhị xảy ra. Dạ vâng. Thì sau cái tin tức đó thì cái mà kế tiếp này thì tôi nghĩ nó rất là vui, là Vân Anh biết cái năm vừa rồi là cái hãng xe là Tesla. Cái hãng Tesla. Nói một cái loại xe này mắc tiền lắm. Rất là mắc tiền, là tối thiểu của nó hiện giờ là khoảng chừng 80 ngàn. Dạ vâng. Cái xe này là hoàn toàn là electric. Dạ. Mà nó rất là đẹp, nó là sport car. Rất là đẹp. Nó có thể chạy từ 0 cho đến 60 mile là trong 4 giây thôi, boom lên trên đó. Wow. Và cái horsepower của nó là 300, rất là mạnh. Nó không mạnh bằng như là Corvette rồi đâu. Nhưng mà nó vừa sang. Cái xe đó khi mình mở máy lên á, mình không có nghe được trơn á, mình đạp lên một cái là giọt thôi. Những cái xe electric mình mới nghe hết đó nha, mình đạp lên cái là nó chạy, và nó có hai số, số chạy tới, số chạy lui, nó không có số 1, số 2, số 3, số 4 rồi. Cái hay của ông này đó là cái ông Musk này nè, là cái ông mà tạo ra cái hãng này, là ông không muốn cái xe này là cái xe như những xe khác. Ông không có muốn bắt chước như Ford, GM gì hết, mà ông muốn cái này là một cái high tech. Ông muốn đi theo cái con đường Apple. Đó là lý do mà ông vô cái mall ở đây nè. Vâng, anh biết cái UTC mall đó. Yeah. Ông mở cái showroom. Thay vì là ông đi những cái con đường, ông mở cái car dealership. Ông không đụng vô car dealership. Và những cái người mà làm cho ông đó hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về xe cổ rồi đó, mà toàn là high tech thôi. Mình vô mình nói chuyện, mình tức cười lắm. Khi mà mình vô ở đây đó Vâng Anh, người ta chỉ mình là toàn là computer rồi, toàn là những cái application rồi. Hồi giờ đó, electric car nó rất là boring, cái concept của electric car nó rất là boring. Chẳng hạn như cái hãng GM nó có chiếc xe Volt, chút xíu rồi, nhỏ, chạy rất là yếu. Sau khi mà cái hãng này ra, người ta rất là thích. Nhất là cái Wall Street họ rất là thích. Thì cái stock đó theo tôi nhớ là đầu năm 2013 đó thì nó khoảng chừng 40
mà đến ngày hôm nay này ha, đến ngày hôm nay khoảng chừng là 145 đồng vậy đó. Wow. Thì cũng là 2-3 khoảng chừng 200%, 300% lên. Vâng, dạ. Thưa quý vị, một bản tin về technology rất là nổi bật trong năm 2013. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp tại San Diego của chúng ta thì trong năm 2013 vừa qua, một cái bản tin mà phải nói là làm sôi nổi cả cư dân của thành phố San Diego, đó là vị thị trưởng của chúng ta, ông Bob Fulner, sau nhiều cáo buộc về sách nhiễu tình dục các nhân viên nữ làm việc chung với ông, và ông đã từ chức. Và trong tháng 11 vừa qua, chúng ta đã có một cái cuộc bầu cử bầu vị thị trưởng. Thì tới bao giờ thì chúng ta mới có vị thị trưởng mới vậy anh Trương? Cái thứ nhất là cái bầu cử đặc biệt vừa rồi tháng 11. Một cái mà tôi hơi lo ngại là cộng đồng Việt Nam không phải đi bầu nhiều trong tháng 11 rồi mình, cho nên cái này là cái lý do mà hôm nay mình phải nói tiếp về cái vụ này. Mình phải đi bầu là bởi vì trong cái cuộc bầu cử tháng 11 không có ai được 51%. Cho nên mình sẽ có một cuộc bầu cử kế tiếp nữa là tháng 2. Ok. Cái tháng 2 này thì Vân Anh và chúng ta phải làm sao mà kêu gọi các đồng bào là phải đi bầu. Hiện giờ còn có hai ứng cử viên cuối cùng thôi, là ông David Alvarez và ông Kevin Faulkner. Hai người rất là tôi rất là nể hai người, và hai người có hai cái chính sách hoàn toàn ngược chiều nhau, cho nên cái kỳ này đi bầu rất là rất dễ, là quan trọng. Rất là quan trọng và rất là dễ. Hai người không ai giống ai hết trơn á. Người nào thích bên này, người thích bên kia, mà cái hay là hai bên rất là lịch sự với nhau. Cho nên là nếu mà quý vị nào nhớ đi bầu cái kỳ này ha, và đi bầu cho ai cũng được hết, cái mà quan trọng là người Việt Nam phải đi bầu. Cái đó là cái quan trọng. Mà hôm nay tôi nghĩ là mình cũng phải nói là cái chương trình ông Obama kia đó là một cái điểm nổi bật nhất trong năm 2013 vừa qua, 2013 vừa rồi. Thì sau 2 tháng khởi hành thì cái kết quả rằng là cái website của ông nó quá là phức tạp. Và nó không có xảy ra đúng theo dự định. Chỉ có một số người, ít người là lên cái website là cái website nó crash. Cái vấn đề nó quá là đơn giản mà họ lại giải quyết cũng không được. Cho nên họ làm vì cái website mà họ làm, không ai biết về cái chương trình Obamacare nó sẽ là như sao hết á. Nhưng mà cái mà quan trọng đó, cái là thứ nhất là cái đó là luật rồi. Cái đó là luật ha. Và trong cái luật này nó có 3 cái hay. Nó có những cái hay và nó có những cái mà mình phải làm sao cho nó hay hơn. Cái mà tôi thích nhất là những precondition, những cái người nào mà có precondition đó là hãng insurance nó phải chấp nhận hết. Cái thứ hai nữa là những cái con em nào mà dưới 26 tuổi đó thì có thể nằm trong cái chương trình của cha mẹ. Và cái thứ ba nữa là cái insurance bây giờ nó phải gồm cả 10 điểm, tất cả mọi insurance nó phải y chang nhau, nó phải gồm cái 10 điểm comprehensive. Thì cái ba cái đó. Nhưng mà cái khuyết điểm của Obamacare, và tôi thấy cái khuyết điểm này rất là quan trọng, là cái Obamacare, cái website đó, nó trở thành là một cái market, là một cái thị trường mà tôi nghĩ chính phủ nên ra luật. Chính phủ không nên giữ cái thị trường, chính phủ không nên quản lý cái thị trường. Mà khi mà làm cái cover, ví dụ mình lên cái cover California vậy đó, cái đó là một cái, nó như cái supermarket rồi. Bây giờ chính phủ đã đứng ra bán supermarket thì tôi nghĩ cái đó không phải là cái trách nhiệm của chính phủ, và cái đó tôi không nghĩ là chính phủ biết cái cách mà bán hàng đâu. Cho nên cho đến khi nào mà mình thay đổi đó, chuyển làm sao tôi chưa biết, là cái vấn đề nó quá lớn cho nên nó ngoài khả năng mình tưởng tượng được. Và thưa quý vị, cái dự luật Obamacare trong năm 2013 cũng là một cái tin phải nói là đáng chú ý nhất trong năm 2013 mà chúng ta cần phải nói qua. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì sẽ có cái sự dễ dàng hơn cho người dân của chúng ta tìm được cái bảo hiểm thích hợp cho chính mình. Thưa quý vị, trong năm 2013 vừa qua thì quý vị còn nhớ trong tháng 10 thì gọi là government shutdown, tức là những người làm việc cho chính phủ đã đóng cửa trong suốt 2 tuần lễ. Và cái điều này mới đầu thì cũng gây sự lo lắng rất là nhiều anh Joe ha. Nhưng mà sau đó thì 2 tuần lễ thì mọi việc lại trở lại bình thường. Mình ở San Diego mình không thấy cái ảnh hưởng của cái sự shutdown. Nhưng mà những cái người mà họ ở Washington DC thì cái ảnh hưởng nó rất là lớn. Nhưng mà may mắn ở đây là cái ảnh hưởng ở San Diego đa số là về vấn đề quân sự. Thì đó là cái sự đụng chạm giữa hai đảng đó. Tự do dân chủ nó có những cái giá mà mình phải trả. Và một cái nữa, cái này nó rất là serious mà nó rất là funny.
là cái vụ ông Edward Snowden, ông đó ngày xưa ông là contractor cho cái cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ. Rồi sau đó đó ông lại mang hết tất cả những cái tin mật đó đó, ông trốn ra ngoài quốc, rồi xong rồi ông nói những cái gì mà chính phủ, những cái gì mà cái cơ quan mà an ninh quốc phòng của Mỹ. Và bây giờ mình mới biết là thiệt ra là khi mà mình gọi điện thoại AT&T rồi gì là cái cơ quan mà National Security là họ thu thập hết tất cả những cái cú điện thoại. Yeah. Và nhất là những cú điện thoại mà mình gọi ra ngoài quốc, những cái money transfer, những khi mình chuyển tiền ra ngoài quốc vô Mỹ rồi gì. Ngay cả mà khi mà cái Prime Minister của Germany khi mà qua Mỹ á, cũng bị cái cơ quan tình báo này nghe hết rồi á. Yep. Rồi ông tổng thống của nước Pháp qua Mỹ này nè cũng bị cơ quan này. Nhưng mà cái sự thật ra đó là nước nào cũng làm vậy đó, chứ không phải là rồi cái này là vui là như thế này là tổng thống Pháp đó ra chống đối nói là Mỹ nghe quá làm quá đáng, nhưng mà thật ra bây giờ nước Pháp cũng làm vậy luôn. Vâng, thưa quý vị, cái sự việc đó xảy ra cũng đã làm cho lao đao chính phủ của Obama trong cái thời gian vừa qua, phải không anh? Dạ. Với những cái phản ứng của các nước mà Tây phương mà họ nói là người Mỹ đã xâm phạm vào cái quyền tự do. Dạ. Cái vui là như thế này, sau đó thì tổng thống Obama đi xin lỗi mọi người. Đúng. Nhưng mà rồi đi xin lỗi xong rồi thì mọi người nói tôi cũng bắt chước. Vâng, thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong những cái bản tin mà chúng tôi nghĩ là đáng chú ý trong năm 2013. Quý vị còn nhớ vào tháng 4 vừa qua thì tại Boston đã xảy ra một cái vụ thảm sát mà phải nói là chấn động không những là Hoa Kỳ mà cả thế giới. Dạ. Đó là cái vụ đặt bom đã làm chết 3 người và đã làm tàn phế 260 người. Dạ. Thưa quý vị, 260 người và thủ phạm đã được bị bắt ngay tại chỗ, đó là hai anh em người này là người Chechen, dạ, vâng. Là một cái independent republic của Soviet Union ngày xưa đó. Yeah. Thì cái nước này nó rất là lộn xộn, hiện giờ họ đang chống Nga, chống Tây phương, chống hết rồi trơn á. Và cái gia đình này là gia đình cũng là đi immigrant, là di dân đó. Qua đây thì cái đứa em đó là nó đang học ở trường University of Massachusetts. Đó là những người mà học hành đàng hoàng, gia đình đàng hoàng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi là bản tin cuối cùng trong những cái bản tin mà chúng tôi review trong năm 2013 vừa qua. Chúc cho quý vị có những ngày cuối cùng của năm 2013 thật là vui, thật là trọn vẹn. Và chúng ta sẽ cùng chào đón năm 2014 với thật nhiều hy vọng, những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Vân Anh và anh Châu xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và xin thân ái chào, tạm biệt. Cảm ơn quý vị.